Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn đã trở lại với chuyên mục giới thiệu về các dòng xe tải cũ của bên mình. Ngày hôm nay có một em lướt, siêu lướt luôn, là 2022 Thaco TF28, một chiếc xe tải do nhà máy Thaco Trường Hải lắp ráp và sản xuất, mang hơi hớm giống như Kia K250 đó nè. Nhưng mà đây là cái dòng xe Thaco thôi. Số loại là TF28, tải trọng phép chân hóa là 1 tấn 9, phiên bản lùng kính dài 3,5 m, chiều ngang của cái thùng là 1,670 m, chiều cao là 1,720 m, nước sơn màu xanh. Đây là dòng do nhà máy Thaco trực tiếp lắp ráp và sản xuất, nhỏ gọn xinh xắn, tải trọng 2 tấn, thùng 3,5 m, đi đường cắm dưới đồng nai được anh em. Số danh là 63C18308 nha. Ghế thì 2 chỗ ngồi, bọc nỉ cũng rất là sang trọng. Đó, thùng bọng do trực tiếp nhà máy đóng và lắp ráp luôn. Thùng này lớp thùng một lớp ha, lớp inox ha. Ở trong là khung xương sàn sắt thùng tiêu chuẩn thôi, thùng do nhà máy đóng anh em, rất là dày và cứng cáp. Có cửa hông, đường kính mâm bánh xe là 15 inch nha, đồng bộ trước sau. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, giá 245 triệu, rẻ hơn xe mới đâu đó hơn 100 triệu một tí xíu. Nó rẻ hơn xe mới lăn bánh là hơn 100 triệu một tí xíu, trong khi nó là đời 2022, niên hạn sử dụng nó 2047 đó. Chỉ có 1 năm thôi mà đã tiết kiệm cho anh em hơn 100 triệu để đầu tư anh em xe tải siêu lướt này. Mới đi được có 27.000 thôi nha anh em, xe này mới đi được có 27.000 km thôi, cũng tương đối ít. Động cơ cũng khỏe lắm anh em, dung tích xi lanh là 1.9 lít, công suất đạt 85 kW tại ôm tua 3.6, máy dầu có turbo tăng áp, máy lạnh, kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, vô lăng trợ lực điện nhẹ nhàng. Nó có màn hình cảm ứng, camera quan sát hành trình, camera gear đầy đủ nha anh em. Đó, rất là hiện đại luôn, một cái dòng xe tải rất là hiện đại. 245 triệu ra đi em Thaco TF 2008 xịn sò như thế này. 1 tấn 9 thùng 3,5 m, mẻ thùng kính. Một chiếc xe tải siêu lướt cực kỳ đẹp cho anh em, với hẹn các bạn suy nghĩ đầu tư. Đó, màn hình của nó đây nè. Máy móc thì bao 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 khỏe rồi. Xe này bao zin toàn bộ nha anh em, zin từ đầu đến đuôi, bao test hãng, bao đâm đụng mòn ngập nước, bao test hãng từ đầu đến đuôi luôn, anh em cứ mua về yên tâm mà chạy thôi. 245 triệu ra đi em siêu lướt này. Cảm ơn anh em, quý hàng các bạn, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.